là xin phép Phật Thánh, xin phép tù nhân đồng đèn sâu là xin phép thầy Phật thầy Phan Vũ trụ trì và chân thầy Nhân Hòa. Còn đây, cho năm cái tác cho đó cái hàng ngày để ăn giờ lại tác tù nhân đồng đèn sâu là xin từ vàng cây lành đến đầu lần mai hai bay bằng từ bay kia bay kia còn lần mai gốc giá từ đầu sửa với tạ. Nay năm cũ sắp qua xuân kỷ hợi sắp canh kỹ sắp tới tù nhân đồng đèn nội đó cùng các chư thanh đồng đệ tử quân nhang các bác quần bát trên đầu chư thế thành thu sửa ngọn đèn nén nhang hơi chờ bát thước thì phật chư thiên cung linh đình thần cũng cùng nhau để xuân trang trở khí vô hồn lấy đầu làm ngay hai ba lần kiểu trên người ba nhiều bậc đế vua cũng ngồi làm ngay các giáng vừa để xin đón tiệc chúa bà lâm thao và tạ tất liên trước là con ăn mày lộc phật thánh sau là ăn mày về có thể văn chú chụp cần về với trai trong họ cùng nhau đồng đèn họ đó con vào các ghế vua cũng ngồi làm ngay các lát cùng chờ lấy đàn duyên cho các thanh đồng đệ tử con nhang bái bán quân bán cây cầu cần cần xa xa cho đồng mưa thuận gió hòa sở cầu như sự nguyện tâm cần cầu được con thấy dạng con nam mô a di đà phật con nam mô a di đà phật Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Nhang Đơn Thánh Bồ Tát Ma Ha Tát
hơn nhẹ soi sáng nhìn nhìn đang nhìn nhìn thì quốc đông đình tinh xưa thì quốc đông đình có tiến thần nữ màu giáng sinh đền dòng
ông vì người có lệnh chiến xa, quân quan thì bỏ cùng là trừ dịch lô tinh lão động làm thành nghề. Ngày quang sông nhạc thất kỳ diệu thanh, ông chiếu điện chung ngã tích tăng cúng sang kim phục hoàng thân gần thành đi tiên sung vương nghề. Ta lăng tân giờ ân thử đi mất chúng sinh cùng ngã kim linh lệ khai quang chiếu tự sung. Chúng ta không đứt chỉnh một dòng, một xuôi một bến,
để có lòng có tài ngân có tiếng con ra cao bằng trên hồ đỗ con o được tại những cánh biển thật này ông với ông nhà này vàng trong sang thế nào chúng bách ra tâm họ già la đến lão quy thôn bản làm chúng con ngày hôm nay đất đất kinh cho họ đỗ nhà lòng một đấy là đây ông để ông đưa mà sắp qua xuân canh tí sắp tới thủ nhang đồng đề hồng nội chưa đanh đồng đệ tử con nhang cái bán con bán cái cầu chỉ thiết tí thành thiết lập đàn duyên trên chay thứ bản tình phật duyên kinh cung hình đình thần bốn phủ chợ cao thỉnh sơn trang chợ thí cô hồn lấy đầu làm ngai hai vai làm kiểu chân quỷ vai kiểu bắt ghế buôn cũng ngồi làm ngai cả tháng đóng cửa đèn cửa phủ đón tiệc chúa bà lâm thao chứng tờ đơn lá sớ kim ngân cánh trạng hoa man tài mã cho các thanh đồng đệ tử con nhang cái bán con bán cái cầu những kiếp nhất thành dân kim ngân tiền vàng hoa man tài mã cho sở cầu như sự nguyện tổng tâm cho cầu đi được ước thì thấy ha thành nhìn
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
suối, nghe con suối nước chảy về đâu đi, con cá vàng lượn lờ bên khe suối, con nai vàng nghi, con nai vàng ngơ ngác bên sườn non. Vì để non ra rằng hôm nay non ra ngự đồng xưa, chú thương ai nhiều lắm đấy, rằng hôm nay non ra ngự về đâu.
nước Việt Nam mi có ngàn niềm đông thì coi bắc kỳ có núi tây thiên giỏi triền thiên hạ ứng hiền ngọc nghìn lan xanh biếc bố
bốn mùa. Lâu cố lâu cầu người đôi bên sông vào xuống giường ngôi cao nghĩ dầu dầu lép mặt bàn nhìn cái gậy son dừng nghỉ ở phía sau có mi lá trầu xanh với quả cầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một bờ suối sáng tôm tươi dương vàng lên ngang bên trên ngang quả vui hoa ý. Buổi tư hôm dầm 30 mùng 1 ngày
54. Chân an mặc dù ai thân thể bất vấn an ý nhà. Sang xuân canh tí niên, có lộc có tài có ngân có xuyến trên nhiều việc thánh di kính thờ trần sự cửa cha cửa mẹ cửa đình thần muốn phụ cửa bố cửa mế đêm năm canh ngày tám tiếng cho mãn chiều xế bằng soi qua bói thấy nhà cửa đất cắt mồm mà ra sự âm dương phần một đất cao cửa nhà thế nào đầu năm cho chí nửa năm chí cuối tiền vần trung vần hậu vần đẹp khen hèn chê lấm dừa lệch kê một lời trả lấy bảy lời trả sai 100 quyển quay trả sai quả là thank you.
Đi lên ngàn năm quả vui.
tiến dâng cho từ nhà khang thai phúc lai hạn trừ bà độ cho đi chín về người
tấm lòng thanh đệ từ con tiến dâng xưa về tông đông chép biến cho tương nghị chúa độ cho đi chín về mười ra chung hương thịnh lòng tài đề đa thank you.
khúc hát then mang đến tặng người, người con gái áo lam của núi rừng nghỉ, tiếng đàn then hòa cùng câu hát đi hòa nhịp theo điệu múa tay thiên. Người thương ơi có nhớ đây núi rừng rộn tiếng chim ca, số là sắc nước hoa rừng thắm mi, để con hát mãi điều dân ca cho lòng với lòng nghề thêm nhớ thêm bị thương, cho lòng với lòng nghề thêm nhớ thêm thương. Chúng con đến cầu may diều chữ vương đã say say men đi lòng đi, Chúa đi lên làn cùng người đường người mắt hòa nhịp theo điệu múa lên đi non. Nghe tiếng nhạc rừng bạc bên bờ suối trời vang tiếng khen mối, tiếng ta hè hát đến sườn núi sau lưng đèo người đèo ca hát đi, tiếng ta hè hát đến sườn núi sau lưng đèo người mèo đi về kỳ lòng ước.
núi đồ. Nữ chung quanh kiện toàn tài kiếm cung, vâng lệnh sai thiên đình hạ sứ nghi, chúa giáng trần dẹp lũ tài.